Cây ổi tàu có cái thân rất là u biếu. Hơn 100 tuổi rồi chú ạ. Vâng, theo cái năm tháng đánh giá của khách quan cũng như gia đình thì cây ổi tàu có tầm tuổi khoảng 100 tuổi. Bởi vì trong gia đình sở hữu cây ổi tàu đã 50-60 năm nay. Năm đời rồi. Cứ mặc quần mặc áo này làm sao mà quay được. Nhất là những cái u biếu ở thân cây ổi. Vườn nhà anh Thắng còn có hai tác phẩm đa rất đẹp. Cây đa rất đẹp. Trời nắng to đâm ra về hướng quay cũng rất là hạn chế. Thôi để hẹn khi khác, thời tiết tốt, Hương Sắc Đỗ Sinh sẽ đến chia sẻ vườn cây của gia đình nhà anh Thắng. Có gồm khoảng độ 200 cây các loại.
mà toàn những cây ở cái thời điểm là cây rất đẹp, cây hoàn thiện. Đây là cây hoa giấy. Cái này nó đẩy ra lan, đẹp đấy.